Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuyên quang kỳ 2 tháng 6 năm 2019. Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, vừa qua Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ trao quyết định về cán bộ cho các đồng chí sĩ quan công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang có 5 đồng chí sĩ quan được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 điều động và bổ nhiệm chức vụ công tác mới và một đồng chí cán bộ được nghỉ trở hưu. Tại buổi lễ, thư ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao các quyết định cho các đồng chí sĩ quan. Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, việc các đồng chí sĩ quan được điều động, bổ nhiệm là sự ghi nhận, phấn đấu của các đồng chí sĩ quan trên cương vị công tác. Đồng thời, yêu cầu trên cương vị chức trách mới, các đồng chí sĩ quan được bổ nhiệm chức vụ mới tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ngày 26 tháng 6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức tọa đàm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Quân khu 2 hành quân theo chân Bác và sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến, 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan cục chính trị quân khu tham dự. Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại nội dung cốt lõi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc, khẳng định những giá trị to lớn, vĩ đại, ý nghĩa thiêng liêng, sức mạnh trường tồn di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của lực lượng vũ trang trong thực hiện di chúc của Bác cũng như trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong 5 năm thực hiện cuộc vận động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã có 92 lượt tập thể được tặng thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, 598 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến bằng khen giấy khen. 4 năm liền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Tại huyện Chiêm Hóa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện Chiêm Hóa. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trên địa bàn. Dự hội nghị, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn quân khu. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Chiêm Hóa đã tích cực giải quyết các chế độ chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Tuy nhiên, trong công tác triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do thời gian đã lâu, số nhân chứng lịch sử trên địa bàn trong kháng chiến đã mất hoặc đã già yếu, thông tin sưu tầm được không thống nhất, thiếu chính xác. Để thực hiện tốt việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức phát phiếu thu thập thông tin tới 100% thôn bản tổ dân phố trên địa bàn 26 xã thị trấn, trong đó đã có 234 phiếu có thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cách thức tuyên truyền, triển khai phát phiếu thu thập thông tin về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự các cấp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, các bước thu thập, tổng hợp, đối chiếu, xác minh thông tin và đề xuất các biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó là cơ sở để các địa phương trong quân khu rút kinh nghiệm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Để phục vụ tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, vừa qua Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị hướng dẫn thống nhất một số nội dung trong xây dựng văn kiện, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cho lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và của thành phố Tuyên Quang. Hội nghị tập trung hướng dẫn thống nhất một số nội dung trong xây dựng văn kiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, công tác đảm bảo hậu cần, đảm bảo kỹ thuật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, cùng một số nội dung thiết thực khác.
Đây là dịp giúp cho lãnh đạo và chuyên viên các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh nắm chắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, nội dung phương pháp xây dựng kế hoạch và văn kiện diễn tập của ngành mình sát với đặc điểm yêu cầu và chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 và trao chứng chỉ cho 95 học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Trong quá trình bồi dưỡng, các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, huấn luyện bắn súng K-54 bài 1 cùng một số nội dung thiết thực khác. Kết thúc lớp bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung đều đạt kết quả khá và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 100% học viên tham gia lớp bồi dưỡng được Trường Quân sự tỉnh cấp chứng chỉ. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy sự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực nghiên cứu, cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng trong thực tế ở đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sáng kiến giá bảo quản vũ khí hỏa lực của Trung úy Hà Doãn Thưởng, đại đội kho vũ khí đạn phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy sự tỉnh. Xuất phát từ những khó khăn mỗi khi phải tổ chức bảo quản bảo dưỡng các loại vũ khí hỏa lực như súng cối, súng DKZ trước và sau khi tổ chức bắn đạn thật, để giúp cho công tác bảo quản bảo dưỡng thuận lợi và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia bảo dưỡng, Trung úy Hà Doãn Thưởng, nhân viên bảo quản ở đại đội kho vũ khí đạn phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã nghiên cứu ra sáng kiến giá bảo quản vũ khí hỏa lực. Xuất phát từ trong quá trình bảo quản bảo dưỡng và đi đảm bảo diễn tập tại các huyện và diễn tập các cấp, thì bản thân cũng nhìn nhận thấy cái vũ khí hỏa lực này sau khi bắn thì bảo quản nó rất là vất vả và khó khăn. Do đó là bản thân cũng nghĩ ra giá bảo quản này nó có thể bảo quản một lúc từ 2 đến 3 khẩu hoặc là cùng một loại vũ khí có thể bảo quản cùng một lúc được khác nhau. Sáng kiến giá bảo quản vũ khí hỏa lực được làm bằng sắt, có kích thước chiều cao 850mm, rộng 900mm, dài 1280mm, được liên kết với nhau bằng ốc vít chắc chắn, có giá đỡ chống xước sơn. Phần dưới được tận dụng làm mặt bàn để khay đựng đồ và trang thiết bị bảo quản. Giá bảo quản vũ khí hỏa lực được kết cấu vững chắc, giúp cho quá trình bảo quản bảo dưỡng thuận tiện, giữ được tính năng tác dụng của vũ khí, đồng thời tránh được tình trạng do vũ khí nặng, trơn, người bảo quản làm rơi, làm đổ và hơn hết là đảm bảo an toàn cho người trực tiếp bảo quản vũ khí khi phải dùng dầu mỡ nóng. Trong quá trình thử nghiệm tại đơn vị thì nó đem lại cái kết quả là quá trình bảo quản vũ khí sau khi bắn thì bảo quản trong môi trường nước và dầu mỡ ở nhiệt độ cao thì là tránh được cho nhân công là về cái đảm bảo là không bị bỏng giáp và mất an toàn trong quá trình bảo quản. Sáng kiến này đã được đơn vị áp dụng vào thực tế trong công tác bảo quản các loại vũ khí hỏa lực và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chọn tham gia hội thi sáng kiến cải tiến mô hình thiết bị huấn luyện do Quân khu 2 tổ chức vào thời gian tới. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện mô hình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều mô hình làm công tác dân vận có hiệu quả, trong đó có những cựu chiến binh luôn nhiệt huyết với thôn, với xóm trong việc xây dựng nông thôn mới. Phóng sự do phóng viên chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang thực hiện tại thôn Cây Khế, xã Đội Khấn, thành phố Tuyên Quang. Con đường này trước đây rất nhỏ, khu đất nhà văn hóa trước đây rất chật. Để có con đường dài gần 2 km, sạch, đẹp, khang trang và nhà văn hóa rộng rãi như hôm nay là cả một câu chuyện mà nhân dân thôn Cây Khế, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang còn kể mãi về hình ảnh cựu chiến binh Đào Xuân Bốn, nguyên bí thư chi bộ, trưởng thôn Cây Khế, đi vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí để làm đường giao thông và làm nhà văn hóa thôn. Thôn Cây Khế, xã Đội Cấn là vùng đất gò đồi nằm ven đô thành phố Tuyên Quang.
Hiện nay thôn có 4 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn là Kinh, Tày, Cao Lan và dân tộc Giao. Toàn thôn có 120 hộ với hơn 400 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Tuyên Quang về xây dựng nông thôn mới, trên cương vị là bí thư chi bộ, trưởng thôn Cây Khế, cựu chiến binh Đào Xuân Bốn đã bàn với chi bộ và nhân dân trong thôn mở rộng con đường trong thôn và mở rộng thêm diện tích đất để xây dựng nhà văn hóa, giúp nhân dân trong thôn thuận lợi trong đi lại, có nơi sinh hoạt rộng rãi hơn và hơn hết là giúp cho nhân dân có thêm điều kiện để thông thương, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống. Chủ trương đó đã được chi bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc làm đường bê tông là cái việc làm khó khăn nhất ở nông thôn, ở thôn xóm, là vì nó liên quan đến nhiều cái cá nhân rồi là tập thể, cái việc như vậy là công sức, tiền của, đóng góp của nhân dân, nhất là cái giải phóng mặt bằng. Nhưng cái thuận lợi ở thôn chúng tôi là làm tốt công tác dân vận, kể cả các cái tổ chức chính trị, thế rồi là đến cán bộ đảng viên là đều làm tốt cái tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng và cái việc xây dựng nông thôn mới. Để tuyên truyền cho nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, gia đình cựu chiến binh Đào Xuân Bốn đã gương mẫu tiên phong đi trước hiến đất. Đã có 120 m2 đất thổ cư, 130 m2 đất sản xuất được gia đình hiến để làm đường giao thông. Cổng nhà, tường bao quanh đã được gia đình tháo gỡ. Đồng thời tuyên truyền vận động anh em con cháu trong gia đình tham gia hiến đất, tháo dỡ các công trình trước để nhân dân làm theo. Muốn vận động nhân dân thì trước hết là cán bộ phải gương mẫu trước. Ngày đầu tiên giải phóng mặt bằng là tôi đề nghị là như vậy, là dỡ cổng, dỡ bờ rào nhà tôi trước. Và tôi trước hội nghị nhân dân là tôi thông báo với toàn thể nhân dân là tôi hiến hơn 200 mét đất thổ cư, trong đó có vật kiến trúc, cổng, tường rào là như vậy, là hiến toàn bộ cho nhân dân. Nếu cán bộ mà không gương mẫu, mà không làm trước thì nhân dân không thể như vậy loay theo được. Đây là con đường mới rộng 3,5 mét, dài hơn 100 mét, được mở giữa vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Trạm để nối thôn Cây Khế sang thôn Vôi Thủy. Nếu mở được con đường này, sẽ giúp cho nhân dân hai thôn đi lại dễ dàng. Cựu chiến binh Đào Xuân Bốn cùng cấp ủy chi bộ đã đến tuyên truyền vận động gia đình cho mở con đường. Lúc đầu gia đình không nhất trí, song sau nhiều lần đến tuyên truyền giải thích, thuyết phục, gia đình bà Nguyễn Thị Trạm đã đồng ý để cho thôn mở con đường. Ông ấy cũng chỉ bảo là có anh như thế thôi, bây giờ thôn xóm muốn mở mang, có anh như thế là văn hóa, thì bà có nối đi này, có anh như thế là bà hiến hay là bà lấy tiền này như thế nào, cái thì tôi hiến rồi, chứ tôi không lấy tiền. Thấy được tiện ích của việc mở rộng đường giao thông, nhưng nhiều gia đình trong thôn vẫn còn do dự bởi tiếc đất mặt đường, tiếc đất sản xuất. Đến tuyên truyền nhà ai, ông cũng chia sẻ lợi ích tuyến đường khi được hoàn thành. Người dân sẽ thoát được cảnh nắng thì bụi, mưa thì bẩn. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, ông đã kiên trì và vận động được 17 gia đình tham gia hiến đất thổ cư, 40 gia đình tham gia hiến đất sản xuất với diện tích trên 3.000 m2. Gia đình tôi tự nguyện hiến đất với cái diện tích là chiều rộng vào 4 mét và chiều dài vào khoảng 60 mét. Cũng xin hiến tất, không đòi hỏi gì. Con đường cái ích nước nợ nhà, bản thân làng xóm cũng được hưởng và gia đình tôi cũng được hưởng. Thế nên vợ con là đều nhất trí và đồng lòng. Gia đình nhà tôi đã hiến trên 400 mét vuông, gần 500 mét vuông để hiến đất làm cái con đường mà liên thông xóm đi vào khu vực toàn xã. Thì thấy là rất là phù hợp với ý Đảng lòng dân trong cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông trong thôn, cựu chiến binh Đào Xuân Bốn đã vận động các hộ gia đình nằm sát nhà văn hóa ủng hộ quỹ đất, các hộ kinh doanh ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nhà lưu niệm của thôn.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong quá trình thi công đường, nhà văn hóa được chi bộ và nhân dân giám sát chặt chẽ. Các khoản thu chi đều được công khai trước nhân dân, do đó chất lượng các công trình đều đảm bảo theo đúng tiến độ và theo thiết kế. Khi con đường mới hoàn thành, cựu chiến binh Đào Xuân Bốn đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân. Hội viên chi hội cựu chiến binh trong thôn tích cực tham gia mô hình của hội cựu chiến binh, như đoạn đường cựu chiến binh quản lý, sáng đường, sáng ngõ, đảm bảo an toàn giao thông. Với kết quả đã đạt được, thôn Cây Khế, xã Đội Cấn đã trở thành một trong những điểm sáng của thành phố Tuyên Quang trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Về thôn xóm chúng tôi thì thật ra mà nói về nông thôn thôi, nhưng mà thật ra mà nói như vậy là cũng không kém gì ở các cái thị trấn, thị tứ. Về đường xá thì khang trang, nhà cửa thì sạch sẽ, thậm chí là đường ngang ngõ hẹp, đường nhánh nhân dân cũng trồng hoa đấy, rồi là tự tu bổ vào thôn chúng tôi là phong quang sạch sẽ. Tôi rất mừng vì cái sự đổi mới ở nông thôn, trong đó có thôn chúng tôi. Tháng 5 năm 2019, xã Đội Cấn đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người cựu chiến binh như ông Đào Xuân Bốn, những người đã từng xông pha trước mặt trận trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những con đường với muôn loài hoa ở thôn Cây Khế hôm nay được nhân dân thường gọi với cái tên thân mật đường ông Bốn sẽ mãi lan tỏa bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sẽ làm tươi mới hơn diện mạo nông thôn mới ở vùng đất ven đô thành phố Tuyên Quang. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân Tuyên Quang kỳ 2 tháng 6 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào, hẹn gặp lại.